Ví dụ như vậy là em đang bị mọi mọi người. Nguyên tắc của em là không ví dụ. Mọi người có thể tập cái đoạn đấy. Đánh chỗ đấy. Không hiểu gọi em lại, em đánh cho xem. Đó. Và trong cả quá trình học thì trong thời gian tới thì chắc là thường em sẽ dành ra, em sẽ dành ra, tại vì bên thế này thế nọ mà. Ngay buổi đầu tiên em lên em giữ cái bụng giảng em nói mà xong cuối cùng em không nói với trẻ phải xin lỗi. Em về sau em phải sửa. Thế nên là đi là phải cẩn thận. Cái này nó mới là cái chính của mình. Bốn cái này chính là giá trị. Coi BDF, chứng khoán, vân vân. Những cái mà mình chưa quản trị nó chỉ là giá trị để đầu cơ chứ nó không phải là đầu tư. Thế nên những khi mà giao dịch có phải phải nhìn vào cái tài khoản này không? Phải số tiền. Thế nên em mới bảo là nhà anh em phải nhìn vào số tiền chứ phải nhìn vào xem là nhà ta vào đấy ta đánh như thế nào. Em luôn luôn nhìn vào số tiền và nhìn xem nhà lệnh em có ở trên thị trường đang có hay là không có và đang vướng nhà như thế nào và số tiền em còn lại như thế nào để em giải quyết nó. Chứ không phải là nhà thích là ra là nhà táng lệnh, thích là ra là nhà nhôi lệnh, không có chuyện. Và cách đánh của em là làm sao một lệnh duy nhất để giải quyết vấn đề, đánh là phải sạch lệnh chứ không có đánh là giải thảo. Bởi vì những cái người đánh chỗ này giải, chỗ này giải, chỗ này giải mà có nghĩa người đấy không có được điểm vào. Tại sao phải là giải 1, 2, 3, 4 này chi cho nó mất thời gian? Tại sao không cùng một giá trị đấy, nếu mà mình chắc chắn của điểm vào thì mình quyết một lệnh cho nó đúng. Có đúng